giờ nó quạo với mẹ chồng hay là nó bực với bà kia sao được. Nghe Con nghe nó rồi. là nó hiểu bây giờ nó về chỗ này thì về chỗ mẹ chồng thì mình phải chấp nhận, mình mọi thứ cho qua, nó gác qua một bên hết. Nó làm xong rồi về không gian riêng của hai vợ chồng nó có ở đâu, phải không? Xử lý vậy nó hay chứ, tự nhiên mình về mình quạo quọ thì mọi người không vui, chồng mình cũng không vui nữa, đúng không? Tự nhiên như vậy chi mình không vui cái mình làm khổ chồng mình. Mà em biết ví dụ như chồng mình cũng biết, giống như anh cũng biết là mẹ là chị hai rồi tính kỳ cuộc khó khăn lắm, đúng không? Anh cũng sợ em buồn vậy, nhưng mà có gì đâu, phải chấp nhận, tại vì mình đâu ở với người đó suốt đời đâu mà mình lo. Em thì nhận anh không nhận, tại vì có cái anh nhận, có cái anh không nhận được, tại vì đó là người thân anh. Để em thấy không, giống như em, anh nhiều khi không nhận em là cũng vậy, cái nào sai là anh không nhận, còn đúng là anh nhận, hoặc là ví dụ như anh thấy cái lỗi đó nó không nặng thì thôi anh ok. Tại vì em là vợ anh, sau này còn sống thì mình dạy con còn nhiều thứ lắm, mà em sai mà anh không nói thì cái đó là quá dở rồi. Mình vợ chồng là để mình góp ý với nhau để mình sống cho nó tốt. Thế nãy giờ mình có đi nhậu bạn bè không? Chứ lúc trước đó, chưa quen em. Giờ làm cũng lên tay vậy. Một hai bữa là có nhậu. Sợ là lúc giờ anh không có tiền nên mới vậy. Lúc hôm sau này anh có tiền rồi, anh mà nhậu đi nhậu phù hợp vậy là không đất đâu. Anh nói với em nghe nè. Tại biên. Bây giờ á, nó rủ anh nhậu là nó phải bao. Tại sao làm được chuyện đó không phải, nhưng anh không ngại. Nhưng mà vậy nè, trước chứ anh bao người ta rồi. Lo nhiều rồi. Thì bây giờ phải bao anh lại, muốn gặp anh, muốn nhậu anh thì lại phải lo cho anh lại một hai cử gõ gàng, mình dám lo được thôi, chứ không phải là không có tiền là không có đi, đừng nói vậy. Giống như sáng này á, mà không biết, không phải riêng sáng này mà nhiều ngày, ví dụ anh đi đường đi hoặc là đi qua đó đưa cà phê đi, ừ, là lúc nào anh cũng là câu giờ để về với vợ, cũng nhớ vợ vậy, phải chạy về với vợ chứ không có cà kê dây ngỗng ở ngoài đường, nó là như vậy. Thế nhà mình buồn á, mới điện thoại não lên á. Anh cũng hiểu vậy. Ví dụ mà anh không thương em, thì đó, sẵn đợt đi tới kia đi nhậu luôn được. Tại sao anh không làm vậy? Anh chém lắc đít anh. Để anh nói là đừng có nói gì anh hay càm ràm tự nữ, anh bực là chỉ nên làm ngược lại, chứ còn cứ bình thường đi, anh tự biết mình phải làm như thế nào. Giống như cái bữa đi anh dỗ đó, em kêu anh về sớm với em kia, mà anh chờ anh quất tới tối luôn, anh còn chở thì người ta về nữa. Mà trong khi anh lỡ như anh chở người ta về còn anh có chuyện gì rồi sao? Không, mai mốt anh làm nó không được như vậy đó, nghe chưa? Ừ, hay quá, không xỉn lắm. Anh nghĩ sao trời, anh ăn mà anh đổ tháo lên tự tháo xuống mà nó không xỉn lắm hả anh? Lúc đó thì không có xỉn, hiểu không? Thôi em đừng có xạo anh ơi. Về tới nhà là bắt đầu nó thấm, nó mệt. Thấm, anh nghĩ anh là có vụ thấm mệt hả? Anh là thấm mệt xong một hồi anh chạy xe mới anh mới tỉnh lì có. Mẹ giờ anh đừng có nói gì. Thì hôm nay em nói gì đó, em khuyên anh vậy đó, anh không nghe thôi. Mày lỡ gì vậy, anh có chuyện gì sao? Tại rồi em phải có em mới nữa hả? Lời người ta quan tâm anh thôi, lỡ thằng thiệt em nói thiệt cái bữa đó, ví dụ như anh có chuyện gì là thiệt không biết nói làm sao luôn á. Nếu bản thân của mình đã là mình nhậu mình lo cho mình không xong, nó lỡ như công an hốt này kia rồi sao, không lo đi lo cho người khác nữa. Giống như ngàn người ta xa, giống như cái ông đó đường xa thì ông phải tự biết đường ông tính chứ, còn ông không tính được thì do ông phải chịu rồi. Thì ông say quá thì bây giờ
Thì bởi mới nói là bây giờ mình tỉnh mình giúp người ta thì mới anh tỉnh say. Hay quá anh mốt tỉnh mình thì người ta giúp mình lại. Ai giúp anh, em nói thiệt luôn á. Em đừng nói vậy em. Có không có. Đừng nói vậy. Cái đó là cái lòng tốt thôi. Lòng tốt gì em nói thiệt á, lòng tốt gì, lòng tốt trong khi bản thân của mình khi mình lo không xong nữa. Ok nè. Anh cho mình giúp rất nhiều người. Mà em thấy anh giúp rất là nhiều người, nhưng mà tới lúc mà anh hoạn nạn là em thấy không ai giúp anh luôn, em thề không ai giúp anh luôn. Anh giúp người ngoài đường, trời ơi chưa đâu em ơi, tự nhiên bây giờ lẽ giờ người ta đưa tiền cho em, nãy giờ người ta đưa tiền cho em xài, em mới hiểu chứ. Ví dụ người ta giúp, ví dụ người ta hỗ trợ công việc cho mình, thôi có việc gì đó đó giống như dần hơn không, nãy em có việc đó thì nó hỗ trợ gì, có phải là giúp không? Em nói thì sao được, không có người. Đâu phải mình giúp người ta là mình bắt người ta mang ơn mình, người ta trả ơn mình. Mình giúp người này thì sẽ có người khác giúp lại mình. Ừ. Đợt anh mà không giúp ông kia là ông bỏ vợ bỏ con không luôn rồi. Rồi ông xỉn dữ lắm, ông chạy lạng mà anh cũng đi nhậu về rồi, anh đâu quen biết ổng đâu. Là anh thấy là mệt rồi, anh kêu ổng cho ông cố tình anh kêu đúng giùm mình trước. Cái gì vậy? Mới nhậu về hả? Ủa cậu ai? Đâu có, con thấy chú say quá, chạy từ từ thôi, nhà gần đây ông con kè về. Nói không sao đâu, không sao đâu. Ông chạy một đoạn, ông té giữa cầu Bình Triệu. Ông say mềm rồi, nó thấm mới xong, nó ngủ ở trong lòng á. Mệt á. Anh đỡ lên mặt mày chạy chỗ đầu, anh mới móc điện thoại ra. Anh điện hỏi chú bây giờ vợ con chú là chú có số này không, số nào để con gọi con hỏi, con kêu người đón. Không ra đâu, gần tới rồi. Vì gần tới thì đưa chú về, mà đưa tới ổng không nhớ nhà ổng. Không nhớ vô nhà sao nữa, em thấy chán không, là tới nái luôn rồi đó. Cũng may điện thoại ổng không xài mật khẩu, ổng xỉn quá luôn rồi. Rồi anh đưa ổng tới đó là ổng nằm trên xe luôn rồi. Anh gọi con ổng ra, gọi con bắt máy. Mà thằng đó gan làm dữ anh nữa. Nói, anh ai vậy? Anh ai mà anh lấy điện thoại của cha tôi gọi rồi anh gì? Đây, anh coi lại nha. Tôi là giúp ba anh á, ba anh té mà đường tôi giúp, tôi đưa ổng về tới đây á nha. Anh không biết gì tự nhiên á, xăng luôn nói người ta vậy trời, mới là sự quá vậy. Bắt đầu ông kêu ổng tỉnh lại, ổng chửi con ổng, mày vậy mày, mày xin lỗi anh đi. Không có anh là tao té nó chết ngoài đường rồi đó, anh đưa tao về mà mày còn ra mà chưa có biết nước giáp gì á, mày hả sân si ra đời. Cái mới với vợ con xin lỗi rồi xin số điện thoại anh, đâu cho đâu. Tại bữa nào tạ ơn nó thôi khỏi, thấy ngoài đường thì con giúp chú vậy thôi chứ ơn nghĩa gì. Đó, bởi cái tính đó là hay cũng giống giống em với Thảo à. Chưa có gì là sẵn vô, nên phải tìm hiểu. Ví dụ đi mấy thằng đó cũng ngu nữa, nếu mà anh lường gạt cha nó đi thì mắc mớ gì gọi điện thoại cho nó anh chị ra đón cha nó, đúng không? Rồi anh đứng nó làm gì, thứ gì đâu ngu như đó, là mình biết là người ta giúp cha mình. Giống như anh đang nói em vậy anh. Không, mới nói em. Có một đợt anh biết không, anh đưa ông kia về tới Bến Tre luôn đó, hướng anh ngáo đi ngảnh mai mốt mà còn vậy là anh chết với em, cho anh biết vậy đó. Tùy người mà giúp chứ không phải là vậy, giúp bản thân. Em biết không, thà mình không thấy, nhưng mà đó là một cái mạng người đó, rồi hại luôn mấy thằng người ta nữa. Em thấy giúp nhầm khi mình gặp mấy người lừa gạt anh, rồi anh mệt rồi luôn á. Gạt gì? Trời, bộ anh ngáo hả em? Em thấy trên ngoài đường á, lừa gạt người. Sao mấy ông đó là mấy ông già, người ta say, rồi chạy đang chạy trong lề nè, lỏng lạng ra đường xe tải hơi đâu không đó đó. Rồi xe thắng lết bánh đó, em nghĩ sao giờ nên giúp không? Thì mình kêu cho người ta giật mình, rồi bắt đầu mình chạy kè về tới Bến Tre luôn, người ta tỉnh. Tại vì em biết qua cái cầu Bến Tre rất là hẹp, dễ tai nạn lắm, xỉnh. Tại vì nó cái len, nó chỉ có len xe máy nhỏ và len xe lớn à. Vậy cũng gần nhà anh, có đâu xa đâu. Không, xa như quỷ. Ông nói qua cầu chút xíu, hòa nội cha nó chạy, trời ơi, nửa tiếng đồng hồ. Mấy chục cây, hai mấy cây. Vậy, chạy đậu luôn. Em đang nhậu á mà đưa ông về xong mới chạy lại nhậu. Em nói trời ơi, đi lâu với ông nội. Buồn tao đưa ông nó về, nói anh tỉnh liệt, nó mới thấy tao không đưa ông, ông chết đâu. Nhưng mà nếu như mà ông mà chết rồi mà mình là người cái tội được thi thôi.
sao mình gây tội. Thế nên mình thấy mà mình không giúp á. Thì đúng, mình thấy mà mình không giúp là mình có tội, mình cắn rứt lương tâm, em hiểu không? Không, thì cái đó là nửa tới lúc mà mình bị vậy là cái đó là nghiệp quật của anh. Không phải là nghiệp quật, em nên nhớ em làm việc tốt thì sau này không, ý nói là nếu như mình giúp người ta mai mốt tao cả mình mà mình không giúp người ta mai mốt cũng đâu ai giúp mình đâu. Vậy thôi, nhưng mà mình cứ giữ cái lập trường mình là mình giúp được người ta. Nhưng mà em nói là lúc mà anh tỉnh táo thì em nói vậy, nhưng mà lúc anh say bỏ mình say vậy á, anh về nhà anh ăn anh uống anh còn không nổi nữa. Anh ngồi em làm nè, em làm nè, anh nhảy gì anh đứng lên còn không vững nữa. Có đợt anh cũng sỉnh nè. Nhưng mà anh phải lo cho bản thân anh trước chứ, trời ơi chưa. Có đợt anh sỉnh anh té xuống đó, người ta cũng lại, người ta đỡ anh lên, người ta hỏi nhà ở đâu, người ta đưa về. Cái anh té xuống xong, cái lát anh tỉnh lên thôi, để anh về được. Thế mà bữa Huy á, trời, thằng Huy á, bữa nó nhậu say mà em không biết trời chăng gì anh ơi. Rồi xong cái biết làm giờ nó tới quán này gần á. Mà vừa tới cửa chưa mở cửa nữa là nó bị ngã, nó tự ngã luôn chứ mai đụng nó nữa. Lúc đó là gán cái tiềm thức mình nó gán điện, nó gán dướng lên để nó điện thoại cho con nhỏ mà bánh mì Hồng Thanh á, bánh mì Hồng Thanh á, Nguyễn Kiệm á, mà nhỏ lại băng bó thương cho nó đó, thôi là nó chết rồi đó. Có nghĩa là hồi đầu á là không có sao nữa không, nhưng mà chạy xe đường dài bắt đầu nó thấm, bởi vì nhiều khi anh nhậu đi đường xa anh ngại, vậy anh phải hà có ngủ chưa, nó ngủ chưa là anh mệt lắm. Nhưng mà mai mốt anh nói anh vậy rồi đó. Hồi đó anh là cứu thằng Tân đó. Không biết đang đi đám cưới chung với anh nha. Bữa anh nói là có thằng đồng minh nó vô nó dành hát với mình. Đúng. Nó dành hát lên hát xong rồi ra hẹn đi karaoke. Mấy anh em đi karaoke ra cái đụng. Anh chạy đâu mất tiêu. Mình thấy cũng này chạy lẹ dưới vậy. Ai ngờ biết sao nó sỉnh. Nó dựng chân chống đứng lên. Nó dựng chống lên. Nó lên xe nằm một cục cho nó đó. Em thấy nếu mà bây giờ đó chảy rồi 10 giờ mấy rồi, em nghĩ đi, nếu mà đó gặp người xấu có phải là kinh nó xuống lấy chiếc xe không, hoặc là nó đâu về được đâu. Bữa đó bắt đầu Thọ, anh chở Thọ nên Thọ chạy xe nó, anh chở nó, cuộc chở nó mà xin nó cắn dai anh, người nhiễu nó quyến tùm lum, hai cái chân thì quạt đất bị xứ say quá mềm rồi, anh chạy một tay ôm nó đó, chở mình sỉnh mệt lắm, lắc qua lắc lại khó chạy lắm. Thì bởi nhiều khi đi nhậu nhắc hoài nó má đơ phát nó cũng đau lắm thôi, tao không biết giờ sao rồi. Mắc cười lắm, anh với Thọ đi chạy đó, chạy lại quán karaoke mà đi ngang của mấy người này giống bạn mình quá ta. Chạy qua rồi đó, giống bạn mình quá ta, quay lại mới ảnh với ai trời ơi. Anh hỏi nhỏ bán dài á, anh này anh ngủ đây lâu chưa em? Trời ơi, đã nằm đây 15 phút rồi. Chắc đời thì chứ. Bởi em mới nói anh mai mốt anh đi nhậu với bạn anh, khi dẫn em theo á là anh phải biết cái nhà nhậu, phải biết cái chừng để anh còn đưa em về, anh phải là chăm sóc cho em nữa chứ không phải là nhậu mà tế bến đâu nha. Anh chỉ sợ xe ngang thôi. Ừ, thì bởi anh không biết, bởi anh mới nên lắm. Ví dụ như anh uống cỡ 10 đến 15 chai lên dừng được rồi. Sao dữ vậy trời? Vậy tôi uống bà suối uống 15 chai dữ vậy. Cái đó là dừng được rồi chứ không phải là uống đợi uống mấy kết mà. 7 chai thôi chứ mà chơi gì đâu tới 15 chai vậy. Trời hên xui anh à. Hên xui anh à. Ủa anh là người hả? Anh là trâu là bò mà. Trâu râu đi nha. Chú nãy mở lên thấy nó lấy video. Lấy gì lấy? Mấy cái 15 cái. Mới nói chuyện anh cái kim nó mất tiêu rồi trời. Ở đây.
mèo lấy cho nó bóng của em mà em ngồi em định xơ móng tay. Video gì vậy? Ủa là vẽ nó lấy hết chưa? Đây lấy 5 cái vẽ đó hả? Gửi này cho người ta rồi nhớ số lại nha anh. Gửi chỗ nào cho người ta nhớ số nha. Em chuyên nghiệp hơn anh nữa. Ừ, chứ không phải em gửi cho người ta là anh xóa thôi, phải không? Không có xóa liền được. Tại lỡ nó bị lỗi gì rồi sao? Đúng không? Ừ. Trời ơi, thông minh dữ vậy trời. Thông minh dữ vậy trời. Em biết sao, anh thích làm cái này lắm. Bởi anh cũng chờ đợi nó thiệt sự. Nếu mà bây giờ có cái cây nào có gì đó, anh mà làm được như là thu nhập được trên YouTube nữa thì nó rất sao anh không mua cái kênh đi anh rồi mình làm. Tại sao bây giờ mình làm để cho bật kiếm tiền luôn cũng được, vậy cần gì phải mua? Tại vì á, mai mốt bây giờ em làm video đi,
rồi anh đăng lên rồi anh chạy riêng chạy sức đã mất triệu mấy hiểu không, nhưng mà đợi tới khi nào không lẽ lắm. Cái video chuẩn bây giờ để từ từ anh ảnh mấy video kia lấy mấy cái video nào của em chuẩn làm lên mới chạy, tại vì nó hợp với anh là lấy ví dụ như đó nào rảnh anh nhận làm. Còn ví dụ như có tour cái anh đi tour em thấy không, nó không ảnh hưởng công việc gì ai luôn. Nó hay, nó hợp lý. Đỡ cho anh chờ đợi vậy. Hoặc là ví dụ như bây giờ có công việc nào phát triển, lương cổ nó ổn, rồi có cái phát triển cao, anh giữ sẵn sàng đi làm công được ra. Nó nói ngại làm công đó. Anh nhận thức nữa, tại vì làm công cho người ta đã biết đầu. Nhưng mà phải phát triển mới có tiền mua nhà cửa. Chứ còn làm việc mà lương thì các em ấy, ăn lương căn bản mà không có đủ tiền mà lại mua nhà cửa là anh không muốn làm. Tính anh vậy. Tại bây giờ em nghĩ đi, anh làm tháng 15 triệu đi. Đó, em làm tháng 5 triệu nó là 20 triệu đi. Rồi chi phí ăn uống này kia nọ tháng mình dư được nhiêu, nhà cửa nữa tháng dư được nhiêu. Anh chơi tháng dư 5 triệu đi. Chứ dư 10 triệu cũng được nữa. Em nghĩ đi, một tháng dư 10 triệu thì một năm là mình dư được 120 triệu, mà 10 năm sau mới được tỷ 2 thì em nghĩ đi, 1 tỷ 2 của 10 năm sau cái nhà đó là gì, nó cả phòng trọ này chứ mấy, đúng không? Thì như vậy thì thấy không, nó dở đi. Nếu em Tùng lương ảnh giờ 30 triệu một tháng đấy. Từ lúc anh tin không, từ lúc như 4 năm về trước hả hay là như ta, hay là như 4 năm về trước anh biết lương ảnh heo 13 triệu mà giờ lên 30 đó. Anh xin qua công ty thứ ba này, công ty thứ ba này anh mới làm được đó nha. Đấy, tại vì công ty theo khả năng của ảnh đó. Đúng, anh ghét trộn lắm luôn á. Anh nói nghĩ là nghĩ anh à, anh nói lên 3 triệu anh không chịu, anh nói lên 3 triệu lên 5 triệu đi không chịu. Anh cái đó giống như anh vậy, là anh nghĩ cái đập liền. Rồi xong cái tăng cái 5 triệu lên 5 triệu trong cái giao cảnh công việc quá trời, ảnh lại tăng lên 10 triệu, không chịu anh nghĩ. Nghĩ cái gập luôn. Bữa anh mới nói em về ngang là vậy. Có nghĩ công việc này đi để mình kiếm được công việc khác, nhiều cái công việc khác nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nó nghe nè anh ơi. Chứ đừng có ngại bây nếu giờ. Nếu như mà anh á, mà muốn nghe làm bên photo với mà anh đừng có quyến khích nó vô quên thằng ảm thật làm gì chứ. Nè, em tại sao em tới giờ mà em chưa hiểu ảm tại sao nó thích. Nó có thích trời nên bây giờ anh nói cho em nghe. Thế em thấy cái giống gì dần em nó cũng thích hết trơn anh. Cứ cho nó đi học. Nó thẳng nghe em. Học một cái nghề. Và em biết mà bây giờ là nó đi giống như học. Nó học giống như làm công cho người ta thôi, nó đâu phải tốn tiền như người ta đâu, nhiều khi học bếp em biết tốn mấy chục triệu chứ ít đâu. Trời ơi, đâu phải giỡn đâu em. Mà có cái nghề này nè, là bây giờ thí dụ anh nói em đi, nó nấu ăn được đi. Mai mốt cho dù có đói đi, nó ra nó mở xe hủ tiếu, xe bún hay là nó bán cơm trưa đi, hoặc là nó bán quán nhậu nhiều hơn đi, đó cảm thấy không, kiếm tiền ngon không, phải có cái nghề trước chứ đừng có bây giờ nó không có nghề nổng gì trơn mà mình cứ đòi hỏi để bắt nó đi làm, nó còn trẻ mà cứ đi làm công làm gì hoài rồi tương lai đâu, mình phải hy sinh giống như em là đó, anh không cho đi làm nữa, anh kêu học cái nghề neo đi, sau này em mới có tương lai. Rồi già giống như nó lớn tuổi với cả anh Sáu đi nè, thêm vài năm nữa rồi sao ổng mới mệt mỏi nè, đúng không? Ổng là lên 40 mấy tuổi đi, bắt đầu ổng mệt mỏi rồi, phải giữ xe như hoài luôn hả? Rồi giữ xe vậy đó em thấy tháng nhiều rồi, lo cho con Vân mà lỡ có thêm đứa nữa đi rồi em thấy như thế nào, mệt mỏi lắm, không phải chơi đâu em. À, có cái nghề thì mình còn sống được. Nhưng mà giờ biết em nó chọn bây sao giờ nữa. Bây giờ nó cho em nó thích gì chứ, học nó. Giống như anh nó thiệt, em á, anh là trên một chục nghề á. Đó, thợ điện anh vẫn đi học, vẫn mà... làm á. Có gì đâu. Anh ăn lần đầu tiên thôi là anh biết hầu như 8 đến 90% trong đó có những gia vị gì đó. Mà em thấy không, anh có đi học ngày nào đó. Chứ học ai ngày nào. Thế sao nghe cái suy nghĩ con em nó khác mà với anh ơi. Trẻ con. Không phải. Nó nhớ. Không? Nó là đang suy nghĩ của một thằng trẻ con mới lớn. Anh không phải gì, em nói thằng An nó có chứng bệnh tự kỷ. Đó, thì bây giờ em cho nó đi học, cho nó ra đời thì từ từ nó hết. Nó mà suy nghĩ nhiều đó là anh chưa thấy nó đâu, thấy ghê lắm kìa.
Đúng rồi, đó thấy không? Tại vì sao? Nó bị mông lung. Rồi ở nhà thì lớp em, lớp con Thảo, lớp con này kia nó nói vô quá thì nó càng bị nhức đầu, nó bị stress. Giống như đợt tháng 6 cũng bị stress là chỗ đó. Đúng rồi, sáng bị xét. Do sao? Cái người này người kia không biết khuyên nhủ, không biết hiểu tâm lý nó mà lại đứng vô chửi rồi la nó không. Mà mình biết mình chửi mình la gì đúng không? Mình có gần cái đó không? Mình chỉ thấy trước mắt thôi. Mình chưa gần mà mình đi la chửi người ta. Giống như cái thằng hồi nãy đó anh đưa ba nó về, nó chưa biết gì là ra la chửi rồi. Thấy không? Nếu mà anh là thằng nóng tính thì là anh giọng cho nó anh giọng rồi. Anh giọng nó được, không bao giờ nó dám phản kháng lời ba nó cũng mẹ nó cũng không có buồn anh được nữa. Là anh giọng nạt. Nó quýnh nó một cái xong rồi nó nè, ba mày gần chết nè. Té gần chết nè, mày không lo. Mẹ có giúp ba mày mà mày còn cái thái độ đó. Em nói được, anh quýnh nó được á. Tại sao anh quýnh? Rồi xin số điện thoại để cho anh cô không chờ. Đã nói với em đó anh như cục sình như đâu. Anh lên đi anh lên Sài Gòn học là anh ngầu gần nhất, anh không thèm nói chuyện ngay chứ á. Đi vô học xong rồi đi về nghe thầy cô giảng gì đi về thôi. Nhưng mà anh thấy em thông minh đúng không? Nó thông minh. Nhưng mà tại sao từ dưới quê lên thằng nào cũng như thằng ấy? Tại vì không có môi trường giao tiếp, không có va chạm nhiều thì tất nhiên là dở. Phải nó đã thông minh được là ok rồi thì cho va chạm giao tiếp rồi nó mới học kinh nghiệm, nó té là nó mới đứng lên được. Chứ em sợ té là không bao giờ là làm được, giống như em chạy xe đạp mà em sợ té là không bao giờ em chạy được. Mà em té cái là em ngồi lên em chạy được đúng không? Hồi nhỏ nó thì 10 người đủ 10 người ai mà tập xe đạp cái gì té liền, anh té là liền như trâu chân thèo không luôn á. Bởi vì anh cũng như trai lì như trâu với anh có gì đâu, nhưng mà lì xong là anh chạy xe cứng nha, quay lại lên chạy xe cứng. Sau này thằng cá em ra anh có thể giáo huấn nó được giống như nghe được. Rồi mỗi lần anh nói mấy đứa này kia kia nọ, tại mấy đứa không hiểu rồi mấy đứa này kia nọ. Anh nói thiệt nha, nếu mà thực sự á, cái nhà này chỉ có chị Mèo là bà hiểu chuyện. Nếu mà anh nói chuyện với An hay mọi người vậy đó, nếu mà chị Mèo nghe thử coi, chị Mèo ngồi đó coi, em thấy là đảm bảo anh chị thấy anh kỳ Mèo nha, không chứ bao mẹ giờ nói phản chuyện kháng. Viên thì nói là Viên hiểu chuyện, xong anh nói cho em mấy em mày nói Mèo hiểu chuyện. Không, con Duyên nó hiểu là nó chỉ là hiểu theo cái cách của nó thôi, nhưng nó vẫn còn nít nha. Còn Mèo là anh nói với em từ hồi đó rồi, từ lúc anh gặp Mèo mà chưa nói chuyện câu nào thôi là anh biết bà Em rất là sâu cũng sắc. Anh nhìn người được mà. nghe mấy em kể chứ đừng nói mẹ Bài em kể. lúc anh gặp chim Mèo mấy đứa có kể, em có kể gì nhiều gì bả đâu mà. Nghĩ sao em kể nhiều, trong khi em kể sơ sơ vậy thôi, anh thông minh cũng đã biết rồi. Không, tại vì á anh gặp bả nhìn cái cặp mắt bả gì với cái thần thái bả là anh biết bả là sao sắc. Anh nói với em lúc mình mới quen có mấy ngày với nhiêu mà. Để nó đi rồi anh uống nắng nó được từ đúng không? Trước tiên giống như người ta dạy con cũng vậy, mình trước tiên mình muốn dạy con mình nghe là mình phải làm bạn á, mình đặt tâm lý mình là nó, là nó lúc đó ví dụ như nó 2 tuổi 3 tuổi nó thích cái gì, sở thích nó là những gì, đầu óc nó được nhiêu đó thì mình phải hòa lại với nó. Rồi lúc đó cái đó sai nha con thì nó mình vui vẻ đúng không, mà nó nhiệt huyết à, cái đó sai đó, cái người bạn mình nói sai á, người bạn thân mình nói sai là hợp lý, nó không làm. Chứ còn em la gầy nó, em không cấm nó, không cho đụng vô bắt đầu á, cái tính tò mò của đứa nít bắt đầu nó tìm hiểu nó thế nào nghe nó cũng nè, quên đó. anh nó nghe nè, cũng giống như vui á, nó đằng nó học nó đi nghĩa vụ xong á. Nó đi nghĩa vụ, nó đi nghĩa vụ xong á rồi cho nó học lái xe được không nha. Em định kêu nó là Bây giờ được hay không? Anh chỉ giải thích cho em một cái điều này, em thấy có được hay không nè. Đầu tiên bây giờ học sao? Không tốn tiền. Có phải là cái nghề không? Lầm. Giống như bây giờ anh muốn đi học lái xe anh thấy mất mấy chục triệu. À, em thấy không? Tại vì Bây giờ ra học đó. cái đó là mình phải quen biết để mình kiếm việc làm nữa. Lái cứng đi rồi tính. Biết sao không? Tại vì nó em phải cho nó có công việc để nó còn lo cho mẹ nó nữa, thì đúng cho em út thì nó đó nữa, đó chứ anh, mấy em đâu đâu phải cái nào mà nghề kè cặp lên lo nên cho nó nhớ hoài nè, được. Nên nhớ nè, tại sao một cái người đi làm hồ
ta làm hồn suốt đời. Tại sao người ta không có ý chí vươn lên và không có chịu học hỏi, rồi bắt đầu con người ta đi làm hồn theo là sao? Người ta không chăm lo và không có hướng cái tương lai cho con mình. Mà lại có nhiều người làm công nhân mà lại con nữa không? Bằng đại học này ra làm bác sĩ, ông này bà nọ. Sao người ta biết hướng hy sinh đời bố cũng cứu đời con này chỗ đó đấy em? Mình bây giờ mình chịu cực chút xíu để cho thằng em, thằng cháu mình, hai con mình nó có tương lai, đi học mới có tương lai. Anh nói thẳng, phải đi học mới có tương lai. Bây giờ tụi nó đã nghỉ học này thì chuyển qua là học nghề. Đó. Thì trong cái nó học nghề, nó đi làm, nó va chạm ngoài xã hội, lúc đó nó biết cái nào là năng khiếu của nó, sở trường của nó. Đó. Rồi bắt đầu nó sẽ vô cái sở trường nó làm. Thì nó làm vô sở trường thì giỏi, giống như sở trường em là vẽ và làm cái thật này đúng không? Đó, bắt đầu em càng ngày em càng khéo tay, em càng giỏi. Nghe em còn nói em mà nghe nó lâu rồi mà cái tay chị nghề gì vẫn còn á. Anh nói em làm đẹp mà, tại vì anh không có khen nhiều mà sao? Mình là vợ chồng, khen nhiều quá là cũng giả dối, mình cảm nhận thôi, có những cái mình không cần nói. Em ấy cũng đâu, em nói chung em vẫn chưa hài lòng về mấy cái này của em làm nha. Tại vì sao? Em mới làm, em chưa quen tay. Còn mai mốt đi, em nhắm mắt em cũng có thể ý tưởng ra những cái khác nữa, mà em lại khéo tay hơn nữa. Cái gì cũng phải có thời gian. Chứ ai mà vô làm đẹp giống như cái viền hoa đó đó, em làm đầu tiên em phải coi chứ lần sau là em tự thiết kế theo ý của em được luôn. Anh thấy đẹp đó, cái này mà mốt bởi vì mình có phòng riêng đi đó, em làm mấy cái này đi, bắt đầu anh nhìn anh khoan tường hay là anh làm gì đó anh thiết kế lên cho em bao đẹp. Anh lúc mà mình khoan mình trang trí phòng cái anh quay là tăng lên luôn anh. Được, tại vì cái mảnh đất YouTube này là một cái mảnh đất màu mỡ ghê lắm, nhiều thứ để kiếm tiền lắm, nhưng mà tại vì nhưng mà không thể nào làm lung tung được em hiểu không? Làm thì nó phải ra chuyên nghiệp. Bây giờ có nghĩa anh làm là anh làm chơi chơi, nhưng mà mình làm cũng phải chuẩn. Có nghĩa là mình không trông mong đó, nhưng mà lại đó nó lại đến đó. Rồi khi mà mình cái kênh mình lớn rồi, nó bật kiếm tiền rồi đúng không? Mình có thu nhập rồi, nó bắt đầu mình có niềm vui và bật kiếm tiền rồi bắt đầu mình đầu tư vô mình mua đồ. Mình làm cái video cho chuyên nghiệp hơn thì cái lượng subscribe ngày càng nhiều, người ta coi càng nhiều đó, cái kênh mình lớn lên thì lúc đó khỏe nên nó thì em nếu mà làm YouTube thì nhiều khi khá kiếm vài trăm vuông, chưa tới năm mua nhà giống như bà Tân Vlog đồ này kia không, mấy người đó sao may mắn đó, tao vô tình cái đó kêu là cái cây á, cây là chìa khóa đó. Thì vô tình đã làm thử cái đó mà lại thành công, mà cái duyên nữa. Còn ví dụ có cái bà gì nữa ta, cái bà Tân đó là bà có duyên, nhưng mà em thấy bà có duyên em không thích bà lắm nè. Không thích đâu, anh chỉ coi một hai clip chơi mà nhưng mà nhìn nó là lạ thôi, nhìn lạ thôi. Nhưng mà đó bây giờ bà vẫn có cái lượng subscribe rất nhiều nên thành ra bà đăng lên bắt đầu là người ta coi, ta cũng lướt qua coi bà làm cái gì, coi đồ ăn. Nhưng mà người ta coi một hai một con ta coi tí xíu cũng được, cũng cũng có tháng bà cũng kiếm bạc tỷ. Nó phải chơi rồi bèo tháng nó cũng 200-300 triệu tùy. Mà mày nói với trên lại, mày nói là kiếm mà 150 triệu là chuyện bình thường mà. Đúng rồi, trời ơi làm YouTube có tiền lắm, nhưng mà tại vì vấn đề của anh là cũng là vấn đề tham vọng, ai làm gì cũng tham vọng, cũng nghiên cứu từ từ có cái cây nào mà tốt, giống như thằng Hoàng Quế nó đưa mà làm mà cho nước ngoài xem thì cái lực xem của nước ngoài á tiền nó mới cao. Em làm mà có tiền rồi đó, em hứng thú lắm. Rồi bắt đầu mình có tiền đó mình bắt đầu. Nhưng mà làm mà đừng có vụ mà dính bản quyền nghe mất công lắm nha. Bởi vậy. Mà mình đã bị một lần rồi mình phải rút kinh nghiệm. Không phải là rút kinh nghiệm, trời tụi anh biết chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà ý nó là nhưng mà tụi anh phải kiếm đường, tụi anh lách và né. Hiểu không? Nhưng mà ý nó né được thì dính giờ... rồi bỏ như bỏm vậy cũng như không rồi đúng không? Ủa? Có lợi mà, nên lợi chứ có lỗ đâu, nhưng tại không có làm được cái đó nữa thôi, đúng không? Còn á, né là cái bây giờ làm như vậy nè, hiểu không? Bây giờ làm cái này nè, mà đi lấy nhạc tầm bậy tầm bạ vô bị bắt bán quyền, cái đó là ngu. Cái đường anh đi ra đường anh thích gặp những người thông minh lắm, nói chuyện với người ta thì
nói chuyện với một người thông minh giống như em đọc 100 cuốn sách. Người ta nói mấy câu với mình nghe em thấy đã mà thấy sáng ra liền. Bởi vì khi em thấy ngàn nó hay thích nói chuyện anh không? Không phải là anh thông minh nhưng mà anh hiểu được nó. Tại vì anh gặp trường hợp anh đang là cái lứa tuổi của nó, lứa tuổi mới lớn. Chứ em thử đi, nếu mà cái nào mà nó sai là anh nói cái đó ừ, chú hay khoan làm, dừng nữa đi, thấy không? Em cứ để ý tưởng nó đi, rồi từ từ mình có điều kiện mình làm. Đó, chứ mình đừng có, thôi, đừng làm nữa, em bỏ nó đi, làm không được đâu. Là sai. Nó quay qua nó đánh giá mình là mình hay phản bác nó quá. Thì mai mốt có những gì nó đâu dám chia sẻ. Giống như đó giờ anh mà có muốn làm ăn hay muốn làm cái gì á, anh cũng dám nói chuyện với mẹ chị hai. Nói là cứ thôi mà người ta vẫn chưa biết là làm cái gì. Mà là thôi chứ kìa. Em thấy chán không? Mình làm gì cũng vậy, đợi người ta nói xong, người ta thuyết trình, người ta giải trình xong nữa coi thấy hay hay dở. Hay thì góp ý cho người ta, tạo động lực cho người ta làm, còn dở thì mình khuyên cái đó khoan làm đi, chưa được. Giống như Trọng á, nó nói biết bao nhiêu ý tưởng nha anh nói ok em, cái đó để từ từ mình làm sao mình phát triển cái này trước đi rồi sẽ làm sao. Nó nói dạ thì ở em thấy ý tưởng là em nói với anh vậy để anh coi như thế nào, nhưng mà anh không phản bác nó. Có những ý tưởng nó rất là điên rồ nhưng anh không phản bác, hiểu không? Anh không phản bác. Nhưng mà khi mà làm công việc chủ là phát triển có cấp công ty phát triển trước đi, rồi từ từ đó em biết sao, nó không có thời gian mà để nó tính lại mấy cái ý tưởng xàm đó đâu. Có nghĩa là nó gia chậm ấy, cái con đường này mới đường tốt nè, thấy không? Còn nếu mà em phản bác cái gì nó nói ra không vừa ý mình phản bác là không có kết hợp được. Thứ nhất, thứ hai là người ta không có mạnh mẽ để ta chia sẻ với mình nữa. Xưa biết bao nhiêu cái con gái không khao khát ăn muốn làm vợ ăn người làm bạn gái người vợ này kia, anh đâu có đẹp nhưng được cái này lấy được thằng chồng thông minh rồi lúc đó làm ăn giỏi nữa, ai mà chả muốn. Có em xui dạ gặp ngay lúc mẹ em cũng nói em xui mà mẹ nói sao con xui quá con gặp tương tác nhưng mà quay qua nha mẹ cũng rất là tự hào nha. Bởi vì nhờ em như vậy mẹ thương em nhiều, chị hai mới thương em nhiều. Và em thấy mọi người, như chị Tư là bà khó chịu lắm, giống như ngày xưa là bà gặp con Nguyên là chửi không á, cự không á, không có vụ chị em người không ăn uống chung rồi. Nhưng bên chị Tư đi á mà phát ra nắm tay em đó, là em ngại ngại sao á thôi. Nhưng mà em thấy vui không nè, bữa hổm bà cũng phát tay anh là lần đầu tiên á, nhưng mà anh vẫn để đó, anh vẫn để đi bình thường. Tại sao? Cái tâm lý bà đang vui và có được cái sự duyên thân thì, đúng rồi, hiểu không? Chứ hồi đó anh với bà là nghịch, đụng là cãi đó. Tại vì bà nói chuyện khó nghe quá, rồi mà bà có những cái bà không hiểu mà bà cũng bô lô ba la. Nhưng mà sau này anh nói từ từ rồi bà hiểu rồi đó. Thêm cái vấn đề nữa, bây giờ ví dụ như có em, cái anh lại thân thiết bà, anh không có quạo quọ với bà nữa, đúng không? Chị em vui vẻ đề huề lại thì tất nhiên bà sẽ thương em nhiều hơn và bà thấy vui hơn. Cái gì thôi. Làm đi nha. Làm đi coi. Để em bớt chút bà quả đi. Nên tin anh hay là anh đi từ từ mình phát triển. Giống như tính toán bữa giờ cũng vậy. Lúc nào rảnh đọc một bản của chương chơi đi. Đọc từ của chương 2 khi quay qua đọc bữa sau, hai bữa sau đọc chương 3, chương 4, chương 5, tin anh đi, rất cần cho cuộc sống. Riêng là làm video này em thấy con Thảo không? 32 phút mấy với bà làm phút mấy là đủ cho anh nói lại nhiêu vậy? Nó biến tính á. Đơn giản, cái đó câu đâu có cần phải tính đâu, giống như anh, nó vừa hỏi cái là nó dư rồi, đâu cần tính em. Khi mà mình quen rồi với cái não mình nó hoạt động thường xuyên vậy đó là đâu tính đâu. Dạ.
Em cũng hỏi nghe gì. cái là anh biết nhiều rồi, không cần tính luôn. Là vừa nó nói, vừa nói xong là anh nói dư rồi liền, nghe thấy không? Anh đâu cần phải suy nghĩ gì. Thì đó em thấy không, anh cũng mất thời gian, anh cũng tập luyện, anh học chủ trương, rồi anh tập tính toán này kia nọ, anh ấy mà anh tính tay á dữ lắm á, nhưng mà anh tính nhẩm á là tính nhiều khi nhanh hơn máy luôn. Bởi bữa ông Phúc không có tin anh nên nói đấu bây giờ anh thử coi trong cái bản của trường không, bây giờ trong bản của trường nha, thì chào anh nói liên tiếp 10 lần luôn. Là có nghĩa là sao? Anh muốn mấy nhân mấy nhân mấy là anh trả lời trong vòng một đó nha. Nếu mà quá 2 giây em còn anh liền. Không quá 2 giây. Ví dụ như em hỏi 8 nhân 9 là mấy cái khó đúng không? 7 nhân 4 mấy cái khó là anh thực sự nó nằm trong đầu hết rồi. Vừa hỏi cái là nó ra con số rồi. Thì hồi nhà là nhỏ anh tập luyện. Nếu nó già rồi mà nó vẫn không bị lật hả? Không, cái đó mình cái đó lại mới xong, nó là cái tập luyện nó khác. Cái đó mình tập luyện nó quen rồi đó, giống như bây giờ thử đi. Mai mốt em nhắm mắt em mai cũng được rồi, em nhắm mắt em cắt cái đó nó cũng ra đều gì luôn. Đúng không? Em nói chung là mấy này em cắt thì dễ lắm, nhưng mà em sợ là trúng tay trúng chân này kia hoặc là chệch vải tài, thôi. Là sao? Cái đó là vẫn còn do cái bản tính của em. Em rất gấp. Giống như em bị gấp vậy mà không ai gấp cho hết. Mà em làm giống như không, em bước đi sẵn sàng hoặc là quay qua quay lại là với cái sẵn đùng, tức là em thấy đỡ bể lì em đỡ hơn mà em không cảm nhận, đúng không? Lâu lắm rồi chưa bể cái ly nào hả chị Bảy ha? Tại có ly nào đâu để bể. Ly muỗng không? Ly kia thì không dám xài luôn. Lúc mới quen mới qua chị từ người ta, bữa anh la em liền không? Trời, chết, chị Bảy ơi. Ý mà la bữa trước bữa sau là vớt cái ly đẹp của bả liền đó. Bên đây em làm rớt mấy cái ly đẹp của em rồi đó. Để vô chợ em, mà để cái ly trên cái tủ lạnh như em đóng cái là anh quên quơ tay cho là lầm. Không, chứ bạn em cũng quơ được. Em quan kiệm làm bể cái ly đẹp nhất của nó luôn. Nó chữ quá trời. Cái đó là em không hậu đậu á. Do mình là sớm sơ tính khác. Làm gì coi trước coi sau. Bây giống như đi lễ nhà tạm thấy không? Anh ngồi ghế lúc nào cũng quay lại hoặc là cái tay anh dịnh xuống cái anh mới ngồi. Chứ em thấy mấy thằng nhỏ nó hay chơi vụ đẩy ghế không? Đúng rồi. Mình đang đứng trước đâu biết sao, sao nó lấy cái ghế nó chồng cái em không biết. Em quên vụ đó luôn trời, em mốt phải để ý được. Ngồi xuống là một cái ịch liền. Mốt phải để ý mới được. Ừ. Mặt đầm chắc mắc cỡ lắm đó. Lộ hàng. Đúng không? Em quên á trời, tại vì em thấy mấy đứa nhỏ hay chơi mấy chiêu đó quá, em thấy nhiều luôn. Đó. Đâu tại sao mình nhìn rồi mình tập mình quen, bắt đầu là mình cảm nhận, mới mốt là em nhìn những cái gì là tự mình có suy nghĩ rồi, tự mình biết cẩn thận rồi. Ai dạy mình đâu em ơi, đời dạy rồi mình phải học hỏi mình nhớ nữa. Tại em mất gia chạm nên nhiều khi anh nói những cái đó em chưa có gia chạm tới, em không biết chứ hay là ngu, đúng không? Em chưa có gia chạm tới nhưng không biết. Xã hội thì phức tạp đó, mình nhiều thứ để mình học. Có ai dạy được em đâu, sợ. Có nhiều cái đơn giản nè, cái chị dâu bà cứ hỏi em vậy là sao? Tức là bà hỏi cho có chuyện thôi, cái thí dụ như hồi đó giờ không thấy em làm bà cũng đâu có gấp đâu, đúng không? Đâu có đòi hỏi ha, cũng đâu đi ra đường mua đâu. Anh sáng cũng hỏi vậy, anh sáng hỏi xong chưa? Tại vì tất nhiên rồi, cái giờ em đặt cái món hàng em cũng thấy trời sao nay nó chưa giao rồi, em cũng nhắn tin lên em hỏi trên mạng vậy. Nó đơn giản vậy thôi, mình nghe người ta hỏi là mình hiểu tâm lý được rồi, thì mình có thể là mình hứa người ta 2 ngày 3 ngày hay gì đó rồi ok, người ta khỏi hỏi nữa. Còn nó để từ từ em làm thì tất nhiên ta phải hỏi nữa rồi, chưa thấy phải hỏi nữa rồi. Giống như anh ba đúng không? Không hẹn ngày rõ ràng là mình cứ hỏi hoài dùng chụp hình.
khích đó là nào nói chuyện nó nhỏ nhẹ vui vẻ đó, nói con ra con phải học lấy bằng nha Huy, cố gắng học lấy bằng lái, tại vì bằng lái bây giờ học ở ngoài mắc lắm, chứ con học đó mà lỡ có thất nghiệp đó con đi lái xe dịch vụ tháng cũng kiếm được mười mấy triệu, trời lấy xe có tiền lắm nha em. Nhưng mà phải trai á, đi Mỹ nó là nữa nữa để qua em phải nói nó một cái nữa là phải trung thực, nó là biết cái từ từ không có trung thực là nó nói nhiều quá, có nghĩa là bây giờ khuyến khích nó đi học trước đi, khi nó học tao xong, nó hỏi em nó đi học mà nó hỏi nó biết rồi cái nhà không hỏi ai, nó hỏi em không mà hỏi gì thì Hiểu ơi gì em. Hiểu ơi bây giờ là con ra con học cái gì được, lái xe hay sửa xe, nó vì con nghĩ con học lái xe sửa xe vậy thấy con là rất là bóng bẩy, con có thể chịu mà mình mẩy tới ngày anh đứng vô duyên dễ sợ luôn. Nói con có thể đứng gì lem lút cả ngày được không? Không không được thì đương nhiên là phải sửa xe rồi, phải lái xe rồi. Lái xe có tiền nhiều hơn sửa xe. Sai nha. Để xe có tiền nhiều hơn nghiệp vụ. Nhưng mà thôi cứ nói vậy đi. Cũng được. Thôi sửa xe em thấy cũng gian nan muốn chết luôn. Lái xe em biết em chạy cực khổ, em chờ đợi mệt lắm chứ không chơi em nha. Mày giống như chở mày xếp đi nhậu đi, nhậu mấy tiếng đồng hồ, giống như chở ăn đi, nếu mà chạy nó chở ăn đi đó, thì nhậu mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ rồi bực mình có chịu không, đâu dám đi đâu, đi mà ông gà cái ông có là chết mệt vậy. Mỗi cái nó có cái khó riêng hết à, sửa xe là thấy dơ rồi đó, nặng nhọc cho đó. Nhưng mà không biết không, nếu mà em làm tốt ngày em kiếm nhiều khi 2-3 triệu thì em nghĩ liên tháng em kiếm vài chục chứ đâu ít đâu. Mỗi cái nó có cái riêng đó, là mà em sửa mà không có tâm á thì tháng nhiều khi kiếm 5 triệu không ra đâu quá. Đó, cái thằng anh sửa xe bên kia cũng nó còn trẻ mà thấy không, lúc nào qua xe cũng đông, sửa tâm lắm, nhiều cái nó không 10.000-20.000 nó không thèm lấy tiền, nhưng không nó khôn lắm, giống như nhiều lúc nó tăng sên cho người ta hay lấy có 5.000 nó đâu lấy đâu, hoặc bên bến xe nó cũng bơm công, thí dụ người lạ khách vãng lai á thì nó lấy nha, còn ví dụ người quen quen thì nó lấy, nó câu không? Vậy thì tao muốn sửa xe là tới. Giống như thằng sửa đồng hồ anh nè, lúc trước anh bị xước cái cốt một lần, anh đi trên đường đi qua Hàng Sơn sinh nhật á, anh đi đường Lê Đức Thọ đó, cái em ghé đó gắn cái cốt, mà biết không, nó nhiệt tình, nó cái cốt có 5.000 anh, nhưng mà bây giờ cái kim của anh nè, mấy cái kim nó bị lệch hết trơn rồi, cũng muốn chỉnh đâu, anh chỉnh giùm cho, không có lấy tiền. Anh nói thôi đi, để bữa nào đi, tại giờ anh cũng giờ cũng gấp, tại lúc đó anh đang đi trễ rồi gấp, anh thấy không, làm nhớ nó tới giờ. Bữa hổm là anh đi sửa đồng hồ, anh chạy qua đó anh kiếm nó mà nay không thấy nó. Một cái sự nhiệt tình nhẹ đó thôi làm ta nhớ hoài. Nên sáng rồi đó lên nói kêu, lúc trước là em đã kêu anh vô ăn phan, kêu anh đừng có vô, đừng có đi làm tiếp viên xe buýt á, cực muốn chết luôn. Lúc đó thì anh cực như châu bò luôn, cái em mà cái tính anh sáng hồi đó khác kỳ hơn bây giờ lắm anh ơi, tại lúc đó anh quen chuyện anh mà chuyện anh rồi xong cái mà cái tính anh hồi đó anh cũng không có phải là tại từ lúc có con tới giờ anh bị đổi máu hay sao, anh dễ hơn rất là nhiều. Hồi trước anh khó lắm, mà cái tánh anh cổ hụt sĩ lắm. Em nói là anh mà vô, anh nó vô làm được có tiền, tại lúc đó làm tới 20-30 triệu một tháng, là nếu như mà dạng như làm gần Tết hoặc là có lễ thì kêu làm rất có tiền anh ơi. Làm gì? Giữ xe á, giữ xe bây giống như bây giờ nè, tiền nhiều lắm anh ơi, không bao giờ dưới 10-15 triệu đâu, cho anh biết làm sự làm giữ xe á nha, mà không bao giờ dưới 15 triệu. Ủa? Tại sao? Anh tình này đó rồi, anh tình này đó rồi, anh quen con cái bà lại hay bà gì ta, bà Hoài, quen người ta sắp cưới luôn á, mà bà đó bà đi với khách á, anh tình lo nhà cửa cho bà quá trời luôn, lo mua máy lạnh máy giặt tủ lạnh tùm lum hết trơn,
mà ảnh là người gì, ảnh chỉ làm gì việc gì thôi mà ảnh lo được cho nhỏ kia, lo gia đình cho chị kia luôn, mà ảnh lo được cho gia đình của mẹ ba mẹ em nữa là anh hiểu hiểu rồi đó, là lương ảnh sao đó. Lương thì không bao nhiêu nhưng mà nhà cái tiền bo rồi em kêu sáng cho chồng làm á, rồi giống như là làm mình để ý khách quen, giống như khách vô mình nhiệt tình rồi xong cái hay để ý khách ra cái là mình cho mình khỏi cần lại họ đưa vé mình tự ra sách. Là anh ta phải giữ nó như là không chịu, không vô là không vô anh. Từ mà bây giờ mới vô thôi, bây giờ tính anh thoải mái sợ. Bây giờ vô mà giờ thấy đã đúng không? Hồi trước là không bao giờ ảnh. Bởi vì ai cũng vậy, giống như em cũng nhiều khi em thấy. Hồi không? Trước ảnh không bao giờ mà giỡn giỡn cà khịa đâu nha, ảnh tính anh nghiêm cực kỳ anh ơi. Mà giỡn cà khịa là anh vậy hả? Tại sao? Vậy bây lắm. Giờ cái môi trường ông làm đó cũng là môi trường, bây giờ nó thằng em cũng vậy. Là phải cho nó một cái môi trường tự nhiên thoải mái giống như bây giờ đó, ổng ngồi sao? Rồi không dòm xe rồi tám rồi nói chuyện giỡn với mấy ông này ông kia đó, vậy thôi. Thèm nghe con người ta thoải mái và làm có tiền nữa thì thành ra người ta sẽ không có quạo quọ và khó chịu nữa. Dạ ông gia chạm nhiều rồi ông mới biết nè, lường gạt ha, là mấy thằng này là mấy xe này kia nọ nữa không. Mà cũng một phần là ví dụ như ông làm lơ xe buýt đi, cũng nhờ ông làm lơ xe buýt xong rồi ông mới có kinh nghiệm. Lần lơ xe buýt em đi với ảnh là tội nghiệp lắm, lúc đó đi là mệt nhưng mà ông lại kinh nghiệm cuộc sống mới quan trọng nha mà. Trời, lúc đó anh bị sốt quá mà em phải bán vé cho ảnh luôn á, anh bị sốt mà anh nằm trên cái ghế mà nhìn tội nghiệp lắm kìa. Tại đi cái đó mệt lắm mà lúc đó anh chưa có quen chuyện anh nha, chưa có quen. Công việc không nặng nhưng mà cực lắm. Mất nói mấy thằng kia á, ảnh nói anh không bao giờ anh ăn, anh nói là anh chưa bao giờ ăn một hai ngàn hay sáu ngàn gì của xe buýt. Anh nói mấy thằng kia kìa ăn dữ lắm. Trời, nó ăn gì có vé có 2.000 thôi mà bị phạt 1 triệu, 2 triệu, rồi xong 3 lần bị đuổi gì. Nó nói ăn chi, giống như ăn vậy, ngày ăn mấy vé để đủ tiền cơm, tiền nước rồi đó. Nó thấy nó làm gì chi. Ngu. Nó thấy nó làm gì chi có được cái gì đâu. Nó thấy nó không thích vậy đâu nha. Ăn là không có ăn gì đâu, ăn là ăn nhiều. Mà ăn ít không ăn. Mà tính ăn sáng này là anh không có thích ăn tiền lúc đó gì đâu, anh rất là... Cái anh nghiêm lắm anh ơi. Hồi xưa anh đi làm kêu anh ăn vậy anh không ăn, không ăn đâu đó. Hồi xưa anh đi làm tiếp tân khách sạn em biết tháng có 1.500 á, là tiếp tân á. Mà anh làm may là anh làm ca đêm. Tại vì anh đi học rồi anh đi làm bên nhà đất nữa, rồi đi làm thêm cái đó nữa, rồi đi học thêm tiếng Nhật nữa, biết bao nguyên ngày là anh ngoài đường không á. Và lúc đó anh phải bỏ đi tour đó. Anh không nhận tour nữa để anh học tiếng Nhật để anh nâng cấp lên. Cuối cùng hết tiền rồi cũng thua luôn. Anh làm cái tiếp tân nha. Anh Tùng đang học tiếng Nhật á. Tháng có 1.500.000 à. Nhưng mà em biết không, 1.500.000 tiền lương nó không về đụng tới. Anh bỏ vô ống heo á, nó đụng tới luôn. Tại vì mấy cái tiền khách bo nè, rồi cái tiền anh lương lẹo cũng xíu nữa. Tháng kiếm 7-8 triệu. Ghê không? Cứ đêm là anh kiếm mấy xị. Có lúc thì kêu gà nhưng mà ít kêu gà lắm. Nhưng mà chủ yếu là sao, khách đi dù á là do cái thằng bảo vệ với cái bà dọn phòng á xúi anh, bắt anh làm. Nó ai vô đây cũng phải làm, hồi đầu anh không chịu. Nó ai vô đây cũng phải làm gì hết trơn á. Bây giờ mày làm chết tân mày phải làm cái này thì mới có tiền. Với tại sao, với anh thấy lại nè, hợp lý. Cái này là riêng. Với thêm một phần là biết sao, chủ sống không tốt. Anh hiểu không? Do bà chủ không tốt, nếu bà chủ tốt anh là không làm. Và chủ không tốt với nhân viên lợi dụng và trả lương bèo lắm mà không có lo lắng ăn uống không có gì hết. Keo lắm. Chợ em nghĩ đi, nhà giàu nứt dách luôn á. Nguyên gia đình mà ai cũng giàu, chồng mà lấy chồng cũng giàu nữa mà con quá hả. Em nghĩ đi, ăn ba cái thịt kho mà khô á, ăn 2-3 ngày. Trời ơi, chán đời không. Bởi cái não của cái đứa đó thấp chuẩn mà. Anh thấy xấu quá thì ok, sau đó anh mới chấp nhận lời đề nghị của bà đó với thằng nghỉ xe đó đó. Mà cuối cùng bà đó thằng xe kết anh 35. Ví dụ anh nói em cái đêm đó đi là 1 triệu đúng không, được 1 triệu là 3 người chia ra người 300 mấy đúng không. Anh nói thôi con lấy 300 thôi, còn này gì năm với không chia đi, 350 thì cũng 300. Tự nhiên tao phái liền có 50 ngàn. Mà tính
tính ra nếu mà thật sự là có 20, 30 ngàn cho mấy ba mấy ngàn đấy là hẩm dí. Nhưng mà người ta tin tưởng anh, hiểu không? Tại vì phối hợp nha, dắt xe thằng đó dắt vô nhẹ nhàng lắm. Còn bà còn tại khách đó là đi dù. Đi dù là người ta vô chừng có 1 tiếng, 2 tiếng người ta đi ra à. Thì hai sĩ, ủa sĩ hai, trăm hai, tiếng trăm hai, thêm tiếng nữa là 200. Nè anh làm trong khách sạn hả? Anh làm tiếp tân khách sạn, anh là người ghi sổ, lấy chứng minh ghi sổ, ghi số phòng, hiểu không? Nhưng mà có camera đặt úp, camera là quay vô ngay chỗ anh nè. Anh vô cũng vậy luôn, anh cũng lấy chứng minh khách, rồi anh lập cái sổ ra, anh cũng ghi luôn. Nhưng mà thật sự đâu có ghi đụng cái ấy đâu, nhưng mà cái tay anh là cử động như đang ghi vậy, anh cũng nhìn chứng minh vậy đó. Thì bà chủ ở trên lầu có nhìn camera cũng đâu biết đâu, nó tưởng anh ghi thiệt. Rồi tiền nó chia áo, Ghê thật. nhưng mà biết sao anh lại chơi chiêu bà đó với thằng đó cũng không phải là người tốt, rồi anh điếm thúi anh hả, bị anh điếm thúi lại. Sao vậy? Có những phòng em biết không, cho tiền Nó bo là phải, đang làm cho tiền bo là phải chia đều, không không quay. sao, cho tiền bo phải chia đều, phải không? Anh hồi đầu là anh chia cho Dương, chia cho Dương không hả? Còn sau này tin tưởng anh đâu kiểm tra. Ê, mỗi lần khách lại tính tiền, bà đó đứng lại liếc hoặc thằng đó lại liếc á, coi khách bo nhiêu đó, sợ anh giấu anh giếm À, trước á. khi anh vậy mà còn nghĩ hả? Nhưng mà xấu tính vậy hả, được, thích chiều đó, bo 200 rồi gom gom lại đó. Rồi lúc nào anh bảo nói tôi quay nó mắc cái đâu, hồi xưa anh quay video tiếng mấy, 2 tiếng không. Anh nói đừng ai mà chơi xấu anh, gian xảo anh nhìn là anh biết hết à, chẳng qua anh không nói thôi. Anh để coi thì sống ra thế nào, tốt thì là tốt lại, còn xấu là quên đi. Hay hay. Đời vậy đời em giống đơn giản này. Lần đầu tiên qua anh gặp cái thằng dưới là biết nó tự tỉnh, không cần mọi người nói nữa, nhưng cách nói chuyện nói vài câu là anh biết cũng tỉnh rồi, nó hoàn an rồi, nó là nhìn là biết con nít rồi, non sữa không cứu nó sữa không, thì nó có ý tưởng, nó thông minh, nó có ý tưởng thì cứ như vậy. Nó có nghĩa là mình khuyên nó vô, thôi bây giờ em làm cái này trước đi đó, rồi mốt mình có tiền có vốn đó, rồi mình về, ví dụ nó nói gì có vấn đề nó phát triển gà trang trại đồ gì dữ đi đó, nó làm cái tiền thì có vốn rồi mà mốt đó. Thì ý tưởng mình vẫn giữ lại giống như anh nói đó, không vẫn giữ lại mà mốt có điều kiện mình về mình làm nếu em khỏe mong, không. em mong quy gặp anh Nhưng lắm. mà em nghĩ đi, Anh nói nghe nè, Phan nói nghe nè, em mong quy gặp anh biết sao, tánh thằng quy với trời ơi, nó ngông cuồng lắm, thằng thằng An nó còn nói em, thằng thằng quy nó vô nghĩa vụ rồi mà cái tánh nó vẫn còn ngông, nó ngông một cách ghê, cái cách nói chuyện giống như là ta đây thì ta ra đây vẻ lắm trời ơi. ra vẻ nó sẽ thể hiện Trời thiệt, anh nói ra đường là khổ là chết hết, em nói thiệt mấy mệt thằng lắm. đó, nó là dở như thằng An vậy. Ra đường thấy từng cái tưởng nó khờ nha, nó không phải khờ đâu mà tại vì nó nhịn nhục thôi, vì cái cuộc sống giờ nó cũng phải có tiền để ăn uống trả tiền trọ nó, lại thằng sĩ diện nữa đúng không, Đúng rồi. thành ra là phải vậy. Còn Quý thì đường nào nó gặp anh, cái vụ thì nó cũng chắc ở đây hả? Nếu mà đâu nó ở dưới quán á, nhưng mà nó là Mà anh tên chưa chắc ra anh, nó làm ở quán anh nữa, ơi nó cực lắm, anh ơi nó làm nó ở dưới quán vậy á. hay là mua đồ mắc em hiểu không? Rồi có nghĩa là sao, mình phân cái lượng tiền giờ theo mấy ngày nó ăn nhiều vậy đúng không, thì là phải rau bún cái nhiều vô mấy đồ ngon ít thôi Ôi, không nhưng mà có lại đâu anh ngon ơi, nha. không nói nghe nè anh ơi, nhà em rau bún vẫn mới nói vẫn ăn rau bún mạnh, nhưng mà ăn rồi ăn vẫn mạnh luôn, Đúng rồi, nhưng mà tự nhiên mình nhưng mua mà ít thì không, không nó lại mất ăn mất cuộc vui. ăn vừa vừa nó ngon, nhưng mà mình chia ra, ví dụ như làm 2-3 món, ví dụ có 1 món cá dương hồng lại giờ đông vậy, cái giờ nấu 4-5 con cá đúng không, nên ăn đâu ngon đâu, hai gì bớt ăn cá lại mua 2-3 món hải sản vậy, là tại nhà lúc đó nấu ai làm bếp đúng không. Đúng rồi. Lúc
phê luôn. Ông kia đó ông nói anh nói, trời cái này chắc khoảng 4-5 triệu đó anh em ơi, ổng hùng móc ra 2,1 triệu hùng anh nói thôi em mời anh qua anh tính toán vậy có nhiêu đâu anh. Anh gặp lúc đó anh cũng quăng lên mấy triệu tới đâu anh Sáu ơi anh em không con triệu mấy ghiếc mà thịt sườn heo á mà anh ướp anh em làm á không ăn tưởng dê nó trời dê mà anh Sáu năm mua dưới vậy anh năm con gì mặn à ở gì đâu mà anh ăn thấy thật ngon quá nằm ướp dê ngon anh có bia mình cười luôn cái ông hai anh Linh bữa hôm em gặp ông cũng cười luôn ông biết tại vì anh nấu cho ông ăn mấy lần rồi ông biết heo nhưng mà dê nhưng mà anh ướp theo kiểu dê nó thơm lắm thịt nó dai ngon rồi thơm bởi anh mê lắm em ví dụ như hả mình thuê rồi cái phòng này mà trên sân thượng ngon em ha có sân thượng luôn ngon vừa em vừa phơi đồ trồng cây em thích trồng cây lắm anh ơi chơi cả cảnh em thích lắm mà ngay anh sẽ đặt một cái bàn giữa để bếp anh làm rồi anh quay clip đúng rồi đúng không tại vì phải có cái bàn chính giữa đó ở đằng nếu ở cái phòng chị Tư cũng được nhưng mà phải cái lan can phải bự thì tí xíu nữa chị Tư làm cái gì là... quay clip gì được đâu cái đó thì lan can phải bự hơn tí xíu nữa cũng quay được gì lâu lâu á giống như anh Tư lâu lâu lên chơi vậy thấy quý đúng không thấy vui mừng chứ mà ở gặp hoài chán thôi nhưng mà ở đây á có gì em còn lo được thì còn đúng, lo cho mọi người được anh cứ ở xa mọi người ở xa em thấy nhớ mọi người lắm anh ơi trời ơi thí dụ đi cũng có Gò Vấp này thí dụ mấy con gần đây thôi đúng không? Thì em mới nói anh á là qua đám cưới xong á mình đi không cần tiền mặt xong á mà mình đi kia nếu không có phòng trọ thì mình đi kiếm phòng đại luôn á kiếm không quên để khi nào mình kinh tế mình đợi cá cái phải như vậy có kinh tế mình mới kiếm mình kiếm rồi mình cái phòng nào mà để mình làm ăn được luôn á đúng rồi nếu mà làm được thuê 4-5 triệu cũng được để mai mốt em có làm móng cho khách cũng được đúng không nhưng mà khá lâu trời nên cái này em muốn làm móng cho khách còn lâu lắm anh không nói được cứ tập cứ quen làm từ từ cho mấy chị em nè bốt tay nghề em cứng thì đó, em lại có óc sáng tạo về mỹ thuật này nữa ha. Thì em lại là rất là lẹ thì đó anh đã nói rồi mình đăng trên mạng đó quảng cáo đăng trên mạng lấy giá rẻ nghe điện anh đi trời nghe điện anh giờ không biết nữa bây giờ em ra ngoài em thuê đó nó hợp không để hai chồng mình làm ăn được có tiền thì mình lâu lâu mình chạy qua đây chơi hoặc tối chạy qua đây chơi anh em cũng được vậy đúng không nhất thiết gì phải ở đây lo cái gì nữa từ nó lớn á trời tự lo chứ buông ra gì tụi nó mới lớn được nó mới giỏi được Trần Ngang cũng xin nó cũng chịu làm chứ nó không có làm biến đâu giống như Quy có thể làm biến Trần Ngang nó xin á nhưng công là ăn làm biến biến vải thành cùng anh vậy là nó để mình gói sao để gì ít ra không xếp lại thì cũng đá gọn vô trong đúng không nó để tràn lan đá nhẹ vô cũng được
Mà mình định ăn gì mà không ăn cơm vậy không? Ngủ lên đây nè. Ăn xong rồi lên. Em làm bông cúc thôi, mà kiểu này người ta có nói người ta mình làm nhiều màu khác nhau mà được không? Hả? Làm bông cúc không nhưng mà nhiều màu khác nhau vẫn được, hiểu không? Nhưng mà em nhớ là gì cứ vậy, để làm một cái video là một cái nền khác nhau. Lại nói này, này chứ nhiều khi em làm một video mà em làm nhiều nền, nó bữa anh qua nói đó, thì em nói hơi phí. Tại vì chị. Còn hai video này anh lấy hai video này cho em trước không đi rồi nữa có gì em nè, anh coi nè nghe cho hai có hai video mà ống giấy này nè anh mua sao anh lấy hai cái ngắn ngắn cho em trước nữa làm cái dài nữa lấy luôn hai cái đó nha chứ ở dưới đây nè anh lấy cái nền trắng không một nền trắng nè hai nền trắng này là gặp hình tuyến không chứ hai cái nền trắng ở đây là làm hai cái ngắn nè rồi nè cái màu hồng nè là ba cái này là vô cái nè anh lấy cái niệm gì em không còn ba cái đen này vô cái nè và ba cái hồng này nhưng mà cũng là hồng mà hồng còn cái giống như là làm lời này nè là ba cái này duyên này đó ba cái ngắn nữa là bốn video với hai cái video ngon ngắn hết trơn rồi làm mình trắng mà bông khác cũng được đúng không anh Phát? Ủa anh coi giùm em ơi cái anh định cắt ngôi sao nè mà anh coi giùm em cái ngôi sao đó em làm rồi em làm là cái nền gì vậy nền trắng thôi. Nhưng mà bằng cái màu đó luôn rồi.
Nhắn gì chưa vậy? Ăn gì chưa? Quá. Đây tới cái tiếp theo rồi hả? Cứ xài đâu? Đâu xài đúng không?
Đền bao nhiêu? 700. Đền hết chín lon hả? Làm gì đền vậy? Mê chai. Mê sao? Là sao không hiểu? À, không nghe chưa tính tiền lộn. Xong chưa bác? Rồi, đi lâu quá, tu nhiều video lắm. 4